Sau 1 năm thì em nó vẫn rất là đáng giá ha. Đây, Slim 7 Pro X cực ngon trong tầm giá luôn, 25 củ thì cái con máy này nó đáp ứng được đầy đủ các tác vụ giống như là văn phòng nè, hoặc là anh chị nào mà làm hình ảnh, edit video, code, đồ họa, vân vân và mây mây. Đáp ứng được hết luôn. Cân nặng em này chỉ là 1,4 kg thôi nha, rất là mỏng nhẹ. Đây, em tới cho anh chị xem mẫu này. Slim 7 Pro X. Mẫu này là 1 năm trước là em nói là làm mưa làm gió, giá rất cao nha. Bây giờ nó chỉ còn có 25 củ thôi. Chip là Ryzen 9, RAM 32GB, ổ cứng 1 TB. Và đặc biệt cái màn hình con này là 3K, rất là nét luôn, có cảm ứng nha. 3K có cảm ứng, giúp cho anh chị là có thể là làm việc đa tác vụ trên đây luôn. Rất nhạy ha. Cái điểm hay của cái dòng mà Slim 7 hoặc là dòng mà ThinkPad sau này nè, những cái mẫu mới anh chị, thì nó sẽ có một cái ngàm ở đây, anh chị thấy không? Cái bệ trên này sẽ có một cái đây, nó một cái dích dắt ha, nó kiểu kiểu này để cho mọi người có thể là lấy cái tay lẫy lên một cách rất là dễ dàng ha. Mẫu này rất mỏng nhẹ ha, nhôm nguyên khối cực kỳ sang luôn. Đây, con này thì nó ở trong cái tình trạng là new 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 outlet anh chị. Đây, new outlet chính hãng ha, full hộp luôn. Đây, full hộp đến từ Lenovo chuẩn chỉ ha, không có gì trật ở đây hết. 25 triệu thôi, cấu hình quá cao luôn, toàn diện luôn, màn đẹp nè, mẫu mã đẹp, touch bar lớn nè, rồi là cạc rời, RAM lớn, Ryzen 9 nữa. Còn mà cái này thì nó đầy đủ luôn ha. Ví dụ như anh chị dùng mà Windows Hello nè, chỉ cần là nhìn khuôn mặt vào là tự mở khóa rồi, không cần phải vân tay gì nữa. Cổng kết nối thì em này chỉ có là USB-A jack 3.5. Bên đây thì hai cổng USB-C và một cổng USB-A. Nó thiếu cổng LAN và HDMI ha, thì cái này mọi người phải dùng hút chuyển đổi rồi, tại vì những cái chiếc máy mỏng như vậy nè, thì mình tưởng tượng đi, không thể nào mình nhét cái đổng len vô đây được, hoặc là cổng HDMI vô được anh chị, tại vì nó quá mỏng ha, thành ra mọi người sẽ phải là dùng hút thôi chứ không có thể nhét được cái cổng nó vào đây.